Today's A Journey Through Aesthetic Realms will be presented in Alexis or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, and Spanish. Sương lướt mướt, trời xanh nhờn nhờ chim ca, liễu lo tung tăng nắng mai tràn hòa. Ơi hò ơi, hò ơi, ơi hò ơi, em mời anh ghé thăm chung này một lần, mời mời anh về quê em, có tiếng ca đậm tình. Tiếng ca triều mến đắm tình quê xóa, bàn tay dịu dàng nhắn nhắn cắt nhanh lúa thơm ngát hương hai mùa. Ơi hò ơi, hò ơi, ơi hò ơi, vui là vui bước em chiều nặng đường về, nhịp nhàng khoan hò khoan khoan gánh lúa nhanh về làng. Những đêm trời sáng nhịp dài của gian, mời mời anh về quê em, có tiếng ca đậm tình, tiếng ca triều mến đậm tình quê hương. Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Mời anh về thăm quê em, một sáng tác của nhạc sĩ Thùy Linh qua phần trình bày và Vũ Minh Hòa của hội viên chúng tôi từ miền Nam Âu Lạc. Mời anh về thăm quê em là lời mời gọi viễn khách ghé thăm miền thôn giả Thanh Bình để chung hưởng niềm vui rộn rã trong những ngày mùa gặt lúa để được nghe tiếng hò giã gạo đậm tình quê hương. Âu Lạc, một đất nước xinh đẹp, tọa lạc ở vùng Đông Nam châu Á, với khí hậu cần nhiệt đới, được thiên nhiên ưu đãi với rau xanh, quả ngọt, thơm ngon trong suốt bốn mùa. Tùy theo điều kiện khí hậu và sở thích ẩm thực của từng vùng, người dân địa phương đã khéo léo sáng tạo nhiều món ăn đậm đà hương vị. Trong chương trình ẩm thực truyền thống Âu Lạc, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị các món đặc sản của một xứ sở nổi tiếng vì nhiêu tươi tốt. Thật vậy, trong một buổi thuyết giảng tại Hoa Kỳ vào tháng 3 năm 1991, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã đặc biệt ngợi ca tài nguyên phong phú của Âu Lạc. Nước Việt Nam mình giàu nhất nhì trên thế giới. Mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ uranium, mỏ chì, mỏ kém, mỏ thiết. Việt Nam cái gì cũng có, đạo đức cũng có, hiếu thuận cũng có, văn hiến. 4.000 năm đó, mình là một trong những nước kỳ cựu nhất trên thế giới. Nước mình lúc nào cũng có đầy đủ thức ăn.
trái cây nhiều, thiệt là nhiều. Sư phụ nhớ cái lúc mà còn đi học á, đủ thứ trái cây. Đi Bình Dương, đi Long Thành á, lúa Việt Nam, gạo tắm thơm á, nổi tiếng nhất Đông Nam Á và nổi tiếng nhất thế giới nữa. Có nhiều sản phẩm khô hoặc là sản phẩm tươi nổi tiếng nhất thế giới. Chúng con xin trân trọng tri ân những lời vàng ngọc và ân điển bao la của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư dành cho quê hương và người dân Âu Lạc yêu chuộng hòa bình. Từ lâu, hình ảnh cây dừa đã hồn nhiên đi vào thi ca, nghệ thuật và đời sống người dân Âu Lạc. Riêng tại tỉnh Bến Tre, cây dừa còn là một đặc sản nổi tiếng. Đây là nơi có diện tích trồng dừa lớn nhất quốc gia. Với rừng dừa xanh bạt ngàn khắp ba dải Cù Lao, Bến Tre còn được gọi là xứ dừa. Sao ông bà chọn xứ dừa này để dưỡng lão? Thì nửa đời người đã sống ở quê ông rồi. Bây giờ tuổi xế chiều thì về quê bà. Vậy là vui cả làng rồi. Dễ thương quá. Cậu làm bằng thứ gì vậy? Dạ, con làm từ các phế phẩm của cây dừa. Cậu khéo tay thật. Cậu vừa học vừa kiếm sống đấy à? Dạ, con kiếm tiền để mua sách vở, mời ông bà mua giúp ạ. Được, ta sẽ giúp con. Dừa là một trong những cây ăn trái vô cùng hữu dụng. Với bàn tay khéo léo cộng với óc thẩm mỹ, người dân xứ dừa đã tạo nên một ngành nghề truyền thống. Biến những thứ phẩm như thân dừa, gáo dừa, trái dừa khô, vỏ dừa, chà dừa, cọng lá dừa, nang dừa thành những sản phẩm đặc sắc. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị một số công năng đa dạng của cây dừa. Trong đó có đồ gia bảo, bây giờ làm sao đây? Dạ, cảm ơn ạ. Không có chi ạ. Tôi thấy nó mồ côi mà thông minh hiếu học, nên đã nhận nuôi nó ăn học. Phải chi dân làng mình ở đây mà biết làm các sản phẩm dừa như nó, thì đời sống sung túc biết mấy. Tôi cũng nghĩ như vậy, nên đã mua mấy mẫu vườn dừa, để ngoài giờ học nó có thể dạy nghề cho dân nghèo đó bà. Nước dừa tiểu thư. Cha mẹ ta nhận nuôi cậu ấy ăn học à. Vậy em mang ly nước dừa này cho cậu ấy đi. Dạ. Tiểu thư tôi mời cậu nước dừa tươi. Ủa cô, cậu còn nhớ đã vớt túi đồ cho tiểu thư tôi hôm đó không? Tiểu thư nhà tôi là ái nữ của ông bà đây nè. Ngày xưa đó, ông bà mình trồng dừa chủ yếu là lấy cái cơm dừa để thắng dầu.
thân cây dừa làm nhà hay lấy cái cọng lá dừa thì làm chổi, nhưng không đáng kể. Xung quanh cây dừa còn quá nhiều thứ bỏ đi. Từ đó tôi mới nhắm vào để khai thác những cái phụ phẩm đó. Đến nay tôi đã hơn được hơn 500 sản phẩm từ thứ phẩm của cây dừa. Dạ, đây là những thứ thải bỏ từ cây dừa con cho nhặt về hết ạ. Cái này là cái gì đó con? Dạ, đây là sơ dừa ạ, tước từ vỏ dừa khô đó thưa ông. Đây, ông xem nè, mấy tấm thảm này là con dệt từ sơ dừa đó. Hay thật. Sơ dừa được dùng để dệt thảm, làm chậu cây cảnh và còn là nguyên liệu kết dây thừng. Thảm kết từ sơ dừa đặc biệt chống bám bụi và không chứa hóa chất độc hại cho sức khỏe. Sơ dừa được lấy từ trong vỏ trái dừa khô rất kỳ công, bao gồm các công đoạn lấy sơ như đưa vỏ dừa qua máy đánh tơi để lấy chỉ, phơi khô, đóng kiện. Ngày nay, sơ dừa còn được xuất cảng sang các nước như Trung Hoa và Đức Quốc. Dạ, đây là những con chai dừa đó thưa ông. Nó để làm gì vậy con? Dạ, cọng chai dừa con cho đan thành mấy cái giỏ đựng trái cây. Và mấy cái lồng đèn này nè thưa ông. Ồ, khéo thật. Vừa rồi, chúng ta đã được giới thiệu về một ít công năng của sơ dừa và cọng chà dừa. Ngoài ra, gần như mọi thứ từ cây dừa đều có thể dùng để tạo ra những đồ vật có giá trị, như trái dừa khô được làm thành các đồ vật trang trí, cọng lá dừa kết làm các loại rổ đựng trái cây, gáo dừa không chỉ dùng làm gáo múc nước tiện dụng, mà còn để chế tác các sản phẩm mỹ thuật lạ mắt như tranh, túi sách, đèn ngủ. Em để ý thấy cậu ấy trông đèn học rất khuya mỗi đêm. Ta mang ơn cậu ấy mà chưa có dịp đền ơn. À, em mang chén chè nước cốt dừa này cho cậu ấy đi. Là dân xứ dừa, chắc cậu ấy thích lắm. Vậy mỗi lúc nấu món có dừa, em cứ nấu dư rồi mang qua cho cậu ấy ha. Về phương diện ẩm thực, cây dừa là nguồn thực phẩm bổ dưỡng. Nước dừa tươi là thức uống tinh khiết, giàu chất khoáng. Cơm dừa tươi được dùng trong nhiều món như xôi dừa, bánh dừa, mứt dừa. Tinh dầu dừa dùng để chiên, xào thực phẩm. Ngoài ra, còn là một dưỡng chất tự nhiên, làm đẹp da, mượt tóc. Nước cốt từ cơm trái dừa khô rất giàu chất béo, là nguyên liệu phổ biến trong các món ăn như cà ri, bánh xèo, bánh bò. Cốt dừa còn được dùng để nấu hoặc chan lên các loại chè, tạo một hương vị vô cùng thơm ngon. Đặc biệt, kẹo dừa làm từ cốt dừa, một đặc sản tỉnh Bến Tre, không chỉ nổi tiếng khắp nước mà còn được xuất cảng đến rất nhiều quốc gia trên thế giới. Bộ trà này con mới làm từ gỗ dừa để tặng cho ông bà. Ồ, khéo thật. Cảm ơn con. Dừa sống khoảng 50 năm thì khô, gỗ được xẻ thành nhiều miếng nhỏ, phơi nắng, chống mốc, vệ sinh. Sau đó,
gỗ dừa được gọt giũa, mài bóng, tạo nên những sản phẩm thủ công đặc sắc như chén, muỗng, đũa, lược, hộp đựng mỹ phẩm, trang sức, bộ bình trà, bình hoa và rất nhiều đồ thủ công mỹ nghệ khác với sớ gỗ rất đẹp. Đốn cây dừa đó, thứ nhất là không có phá hoại tài nguyên, mà vì cái dừa bệnh hay là muốn thay đổi cơ cấu cây trồng mới đốn. Cái thứ hai đó là ngày xưa đó, những cái thứ phụ phẩm của cây dừa đó không tận dụng được thì nó trở thành một thứ rác. Bây giờ ta tận dụng được, nó trở thành nó sản phẩm, nó làm ra công ăn việc làm cho cái người nông dân. Tiểu thư, cậu ấy tặng cho tiểu thư chiếc lược nè, làm từ gỗ dừa đó. Tiểu thư, cậu ấy tặng tiểu thư chiếc hộp đựng đồ trang sức nè, gỗ dừa đó. Ây da, cứ 2-3 hôm tặng một món, 5-7 bữa biếu một thứ, chắc phải... Phải sao? Chắc phải nói với ông bà sắm cho tiểu thư cái rương để đựng hết mấy món quà dễ thương này. Khách hàng của tôi là Đài Loan, tới Mỹ, rồi Nhật, rồi Pháp, rồi Trung Quốc, rồi Anh. Hiện nay thì thường xuyên nhất là một là ở Mỹ, hai là ở Pháp, ba là ở London. Nhật Bản uống trà bằng chén gáo dừa, Đức thì ăn kem bằng chén gáo dừa, cái muỗng cây dừa. Còn nên danh phận đã thỏa chí trai rồi ha. Nay ta muốn hỏi con một chuyện. Dạ, ông bà có việc gì cần, con hứa sẽ hết lòng ạ. Ta có biết con và tiểu thư quý mến nhau bấy lâu. Dạ. Ý ta muốn hỏi con là con có muốn làm rể của ta chăng? Dạ. Con đợi ơn ông bà. Dạ, đợi ơn cha mẹ. Như một tặng phẩm đặc biệt của tạo hóa, cây dừa đem đến biết bao lợi ích thiết thực cho thế nhân. Riêng chỉ tại tỉnh Bến Tre, hiện có khoảng 30 làng nghề chế tác các sản phẩm từ cây dừa. Sản phẩm từ cây dừa còn được gọi là thân thiện môi trường, vì có thể thay thế hàng loạt các sản phẩm khó phân hủy như nhựa, thủy tinh. Nhờ đó góp phần kiến tạo một môi sinh trong lành và một địa cầu xanh. Xin cảm tạ quý khán giả đã theo dõi chương trình giới thiệu các sản phẩm từ cây dừa đặc sản của tỉnh Bến Tre, Âu Lạc, Việt Nam. Kính mời quý vị đón xem trên truyền hình Vô Thường Sư các chương trình đặc sản truyền thống khác của Âu Lạc trong tương lai. Tiếp theo đây là Trường Chay, Lối Sống Cao Thượng, Sao Tin Đáng Chú Ý. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt. Thank you for watching our program today on Supreme Master Television. Coming up next is Vegetarianism, the Noble Way of Living. After Noteworthy News, farewell. For more details, please visit www.suprememastertv.com/AJAR.